Hay nhà máy xin mến chào anh em. Nếu như anh em đang cần một dòng máy rửa xe công nghiệp có công suất lên đến 3.000W thì ngày hôm nay hay nhà máy sẽ test thử cho anh em. Đó là dòng máy rửa xe công nghiệp đến từ hiệu Toàn Phát với mã là TVLS3000 Pro, và dòng máy này sẽ trang bị với dòng điện 3 pha, có đồng hồ để hiển thị áp lực trực tiếp trong quá trình máy hoạt động. Nhìn lỡ nước này. Em có thể thấy rằng máy dẫn nước lên rất nhanh với công suất lên đến 3.000W, và thêm vào đó là các tính năng thông minh như là tự ngắt khi nhả vòi súng, đặc biệt là lưu lượng nước lên đến 15 lít trên phút, giúp cho anh em có thể tiết kiệm được thời gian và công suất trong quá trình rửa xe của mình. Và với dòng máy Toàn Phát TVLS3000 Pro này thì ngoài việc là anh em rửa xe ô tô thì anh em có thể ứng dụng để chúng ta có thể xịt rửa các chất bẩn cứng đầu. Và khi tia vào thì anh em thấy là máy của chúng ta rửa rất là dễ dàng, phải không nào? Vậy còn chần chờ gì nữa mà anh em không nhấc điện thoại lên để gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình nếu như anh em muốn sở hữu ngay dòng máy này. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng video tới đây cũng đã kết thúc rồi. Thế nhà máy xin mến chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.